Hôm đó là tiết vẽ, cô giáo ra đề tài vẽ chân dung người mà em yêu quý nhất. Nó là người vẽ nhanh nhất mà đẹp nhất lớp luôn. Xong nó lên nộp cho cô và bảo: con thích vẽ lắm cô, cô thấy con vẽ chân dung ba con có đẹp không? Cô giáo cũng tấm tắc khen để khích lệ tinh thần, để nó có động lực phát huy khả năng duy nhất của nó. Xong nó bảo: mai mốt cô chắc con vẽ chân dung cho cô thiệt đẹp cô nha. Trời má, cô giáo tảng hoàng trước câu nói khó đỡ của nó. Bà im luôn chứ dám nhúc nhích gì với nó đâu. Rồi thời gian thấm thoát thôi đưa. Hôm đó nó làm bài kiểm tra toán có 2 điểm, trong khi cả lớp toàn điểm 10. Nó mang bài về hỏi ba mình: ba học trai trường được bao nhiêu năm rồi? Ba mình lẩm nhẩm tính rồi đáp: được 30 năm rồi thì sao? Nó khinh khỉnh nhìn vào mặt ba mình và nói: hèn gì cô giáo con bảo 30 năm rồi, ở cái trường này không may học dốt như cậu cả. Sau câu trả lời của nó, không khí rờn rợn bao trùm cả phòng khách, cả nhà im ắng không ai dám đáp trả gì với nó. Rồi bẵng đi một thời gian, ngày có kết quả thi học kỳ 1 cũng đến. Với thành tích học tập đứng nhất lớp từ dưới đếm lên, cộng thêm khoảng nhiều chuyện trùm trường, mất tập trung và ưa chọc phá bạn bè, thì sau màn họp phụ huynh, em bị mẹ cho ăn đòn ba roi và phạt không được chơi game từ đây đến cuối năm lớp 1. Mẹ mình còn hăm he nếu không lên được lớp 1 thì năm sau sẽ cho nghỉ học về quê Trăng Trâu. Đêm đó mình thấy em đi ngủ sớm, tâm trạng xuống cấp trầm trọng. Mình sang phòng động viên thì em khóc nấc lên, không nói nên lời, rồi lò mò lấy tờ giấy và viết ngoệt ngoạc dòng chữ: chị hai nói ba, đổi mẹ khác đi, mẹ này hung dữ quá, toàn bắt nạt em. Mình cười rồi ôm nhóc vào lòng, hứa với em sẽ đồng hành và giúp em vượt qua lớp 1 đầy khó khăn này. Đêm đó hai chị em hứa hẹn đủ thứ là sẽ cố gắng học như nào, rồi học giỏi sẽ được đi du lịch ra làm sao. Rồi nhóc ôm nhau mình ngủ khò khò, không biết hết năm nay em có được lên lớp hay không. Nhưng mình biết là sẽ cố gắng hết sức mình và tin chắc là nhóc sẽ làm được.